đang sủi nữa các bạn ạ. Cái này là cho lên đĩa sắp chín rồi, ăn được rồi. Thấy không? Đầy nồi nước, đầy nồi nước. Giới thiệu cả nhà, đây là nồi cá diếc nhá. Cá diếc chuẩn bị kho đây. Đây nha. Đấy. Kho kiểu dân dã. Đây là cá diếc sống làm sạch rồi nhá. Đã mổ này, đánh vảy, mổ này và bỏ đầu. Xong đấy là ướp muối. Ướp muối này để cho nó cá nó cứng con cá lại. Nên là sau kho nó mới ngon. Này là 3,5 cân đấy. Cá diếc mùa này béo lắm, béo ngon lắm, tuyệt vời luôn nhá. Đấy, mình sẽ tiến hành đậy vào để cho lên bếp nhá, cho lên bếp được kho nhá. Bắt đầu tiến hành kho cá nhá. Đấy. Cá bắt đầu bắc lên rồi. Cho thêm củi vào. Củi lửa lên. Đấy. Lửa lên. Cháy rồi. Diếc ngon là phải đun cho đầy nước như này. Và ninh bằng củi nhá. Ninh bằng củi nuôi nó đun khoảng 5-6 tiếng thì đấy nó sẽ cạn nước thì thôi. Bây giờ đun sủi thì chúng ta đun nhỏ lửa, nhưng mà đến lúc mà đun nước sủi rồi thì đun nhỏ lửa thôi. Và khoảng 5-6 tiếng như đấy. Đến chiều tối nó sẽ nào nó sẽ cạn. Dưới nó bắt đầu hơi hơi có cháy thì lúc đấy là tắt bếp, lúc đấy cá ăn rất là ngon đấy, đấy nhá. Trước khi cá kho này thì phải ướp muối cho nó cứng hơn cá nhá, cứng hơn cá thì sau này ăn rất là cá rất là ngon luôn. Nồi cá này, nồi cá kho này đảm bảo là sau mục xương luôn, xương ăn đục cá ăn, mặc dù cá diếc thật nhưng mà ăn gần sẽ không có xương luôn. Ngon tuyệt vời nhá. Tiếp tục đun, đến lúc nào sủi là sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhé. Lửa này các bạn ạ. Để có được con cá khi nó chín là còn nguyên nhé, còn nguyên một con cá, nhưng mà nó lại rất là mềm, xương nục, tức là nó kho quê gọi là nục, chín nục luôn, không sợ xương nữa. Quay sát cho mọi người xem đấy, thấy chưa? Đấy, cá đấy. Bây giờ nhìn thì có vẻ như nấu canh. Nhỏ lửa thôi, không to lửa làm gì cả, để cho nó
Như chiều cho nó cạn đi thì bắt đầu mới ngon được. Tiếp tục đun. Đấy, nồi cá nó đang sủi đấy các bạn. Thì các bạn tiếp tục xem quá trình đun nhá. Bây giờ là mới đun được có 2 tiếng thôi. Đây, mở cho các bạn xem này. Đấy. Nó gần cạn rồi nhá, gần cạn hết rồi đấy, con cá đấy, con cá chưa, vẫn nguyên bản luôn, vẫn nguyên hình con cá luôn, rất là nhừ luôn nhá, ngon không? Này bao giờ cạn hết sạch nước thì thôi nhá, và lại này vung vào một tiếng nữa mình sẽ mở ra cho các bạn xem nhá. Ta lại xuống lại mở nồi cá ra xem nhá, xem nó cạn nước đến đâu rồi nhá. Đây, thấy chưa? 3 tiếng, 3 tiếng bây giờ cạn còn từ trên kia. Đấy, các bạn thấy chưa? Mùi tương thơm quá. Cái cá diếc kho tương nhá, kho tương với gừng. Cạn nó sẽ khô con cá ấy.